Thì hiện tại mình đang có một cái laptop và một cái màn hình, mình gọi đây cái màn hình phụ. Thì mình đang muốn kết nối với cái màn hình phụ này với cái laptop để sử dụng hai màn hình song song. Thì đầu tiên là mình sẽ kết nối cái màn hình phụ này với cái laptop qua HDMI. Khi mình kết nối màn hình phụ với màn hình laptop qua cổng HDMI thì hiện tại cái màn hình phụ của mình đang hiển thị giống hệt cái màn hình laptop. Thì mình đang không mong muốn điều đó, mình đang mong muốn là cái màn hình phụ này nó là một màn hình độc lập và mình có thể sử dụng hai cái màn hình này. Cách thứ nhất là các bạn bấm vào biểu tượng thông báo ở bên ở góc phải màn hình laptop và chọn cái chức năng là Project. Thì lúc này nó đang ở chức năng Duplicate. Cái chức năng này có nghĩa là hai màn hình này nó hiển thị giống hết nhau. Và bây giờ mình muốn cái màn hình phụ này nó chạy độc lập thì mình nên chuyển sang chế độ là Extend. Đó, và khi chuyển sang chế độ Extend thì bạn có nhìn thấy hai màn hình này đang hiển thị khác nhau, có nghĩa là cái màn hình này đang chạy độc lập. Bây giờ mình thử, mình mở một cái Chrome, mình mở YouTube. Đó, và mình kéo sang màn hình phụ. Đó, thì mình có thể kéo ra được nó, thì có nghĩa là nó đã chạy được độc lập. Ở màn hình laptop thì mình sẽ mở một tab Chrome mới. Hiện tại hai màn hình đang hiển thị khác nhau, chúng nó chạy độc lập.